Kính chào quý vị và các bạn. Mặc dù hôm nay tại thành phố Hải Phòng trưa chiều đôi lúc vẫn có nắng nhưng thời tiết đã không còn hanh khô, do gần sáng và sáng có lúc có mưa nhỏ. Nhiệt độ giảm khoảng 2 đến 3 độ so với ngày hôm qua, chỉ còn từ 22 đến 26 độ. Trong khi độ ẩm không khí tăng mạnh lên tới 80 đến 85%. Dự báo ngày mai ở tất cả các quận huyện của thành phố Hải Phòng và huyện đảo Bạch Long Vĩ đều đêm không mưa, sáng ngày trời nắng, độ ẩm phổ biến từ 80 đến 85%. Nhiệt độ tại khu vực trung tâm và các quận huyện phụ cận giao động từ 23 đến 29 độ. Huyện đảo Bạch Long Vĩ có nền nhiệt thấp hơn là từ 22 đến 27 độ. Riêng đối với khu vực Đồ Sơn, quần đảo Cát Bà, nhiều mây, đêm không mưa, nhưng sáng sớm có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, nhiệt độ từ 23 đến 28 độ, độ ẩm là 85 đến 90%. Thời tiết nắng đẹp sẽ rất thích hợp để quý vị và các bạn đến với Hải Phòng ngắm nhìn và chụp cho mình những bức ảnh kỷ niệm tại vườn hoa Cúc Họa Mi, loài hoa chỉ ra hoa duy nhất một lần trong năm khi tiết trời bắt đầu chuyển dần sang đông. Những vườn Cúc Họa Mi tại vườn Tràng Cát, quận Hải An, thành phố Hải Phòng sẽ là những điểm check-in vô cùng thú vị. Vào ngày mai, khu vực Tây Bắc Bộ đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ dài rác, ngày trời nắng, đêm và sáng sớm trời lạnh. Riêng khu vực Tây Bắc trời rét, nhiệt độ là từ 19 đến 30 độ, thấp nhất là 15 độ, độ ẩm là từ 80 đến 85% còn phía đông bắc bộ cũng có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ dài rác. Riêng khu vực ven biển bắc bộ đêm có mưa nhỏ dài rác, đêm và sáng sớm trời lạnh, vùng núi trời rét, nhiệt độ từ 20 đến 29 độ, độ ẩm là từ 85 đến 90%. Mưa rào và rải rác có rông, độ ẩm đều từ 85 đến 90% là tình hình thời tiết của khu vực miền Trung phía Bắc Trung Bộ đêm và sáng sớm trời lạnh, nhiệt độ là từ 20 đến 28 độ. Còn khu vực phía Nam Trung Bộ tuy có mưa rào và rông nhưng một số nơi ban ngày trời nắng, nhiệt độ từ 22 đến 32 độ. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác, ngày trời nắng, mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Khu vực Tây Nguyên có nền nhiệt từ 18 đến 30 độ, độ ẩm là từ 80 đến 85%. Còn khu vực Nam Bộ với nhiệt độ là từ 23 đến 33 độ, độ ẩm là từ 85 đến 90% những thông tin dự báo thời tiết cho ba ngày tiếp theo tại thành phố hải phòng sẽ kết thúc bản tin ngày hôm nay của chúng tôi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại